Hùng Lê xin được kính chào quý chị nhà đầu tư rất vui được gặp lại và đồng hành cùng với anh chị em nhà đầu tư trên diễn đàn chứng khoán chiến binh trên từng con sóng cũng như trên kênh Hùng Lê chứng khoán. À thì như thường lệ hàng tuần à, chúng ta sẽ có một bản tin tuần phân tích bộ ba tham số chung của thị trường, sau đó chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục rất là cơ bản. Đồng thời hàng ngày thì chúng ta sẽ có những bản tin ngắn phân tích bộ ba tham số chung của thị trường, sẽ có một số các cái kịch bản điều chỉnh thì ở hai kênh à, sẽ có hai nội dung khác nhau thì các anh chị có thể đăng ký kênh Hùng Lê Chứng khoán để cập nhật à, tất cả những cái bản tin phân tích cập nhật hàng ngày và à, kênh chứng khoán chiến binh liên Từng có sóng thì chúng ta sẽ một tuần chúng ta sẽ có một bản tin phân tích tuần thì uh, như thường lệ thôi bản uh, nội dung của bản tin phân tích tuần thì chúng ta sẽ có ba uh, có ba cái nội dung chính phần thứ nhất <laughs> thì hôm nay cùng với anh chị em của chúng ta sẽ đi uh, nhìn nhận đánh giá lại toàn bộ uh, các cái kịch bản mà chúng ta đã đi phân tích ở trong tuần vừa qua uh, phần thứ hai thì chúng ta sẽ uh, có một vài cái dự báo uh, lồng ghép vào đó sẽ có vài dự báo về xu hướng của tuần mới tuần giao dịch từ ngày mùng sáu đến ngày 10 tháng 11 một và phần thứ ba gọi là phần hoặc là chúng ta có thể gọi là phần thứ hai lớn cũng được. Đấy là chúng ta sẽ đi uh, phân tích các cái danh mục uh, cổ phiếu tiềm năng và trong tuần vừa qua thì Nhung đã có phân tích định hướng đó là thép, đầu tư công, hạ tầng, uh, nhóm bất động sản dân cư và nhóm chứng khoán, đó là những cái nhóm ngành uh, thế mạnh chủ lực khi mà thị trường phục hồi. Thì tí nữa trong phần chính của bản tin thì cũng sẽ uh, nhấn mạnh sẽ nhắc mạnh uh, cái việc đó. Thì uh, anh chị em nhà đầu tư lưu ý tất cả những cái phân tích ở trên uh, video mang quan điểm cá nhân của Hùng Lê. Uh, chính vậy nên là chúng ta sẽ uh, cân nhắc uh, các anh chị nhé, chúng ta sẽ cân nhắc uh, xem xét trước khi mà uh, chúng ta có những áp dụng để chúng ta tránh những uh, cái 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 tranh luận về mặt quan điểm bởi vì uh, bản thân Hùng chia sẻ một tí Hùng Lê không phải là dân tài chính. Hùng Lê là dân xây dựng và dân kiến trúc, Hùng học khóa 203 205 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và sau đó thì năm 2010 thì ông bắt đầu lang thang ở trên thị trường chứng khoán, Và ông đã bị thua lỗ rất là nhiều, rất là đau, rất là đau thương và cái điều quan trọng nhất là hùng đã khác với rất nhiều nhà đầu tư khác đó là hùng đã trưởng thành. câu chuyện là như vậy, câu chuyện là từ 2010 và sau đó thì hùng đã học tập tự tích lũy ở những cái vốn hóa, những cái kiến thức kinh nghiệm để chúng ta tự trưởng thành, vùng học hỏi rất nhiều các anh chị em từ trước cùng học hỏi trên mạng rồi ông tự uh, tìm những kiến thức và ông tự tự soi lại chính mình trong quá khứ mình sai ở đâu thì như vậy hiện tại và tương lai thì chúng ta sẽ tránh những cái việc đó và uh, rõ ràng một cái câu chuyện ở đây đó là để sinh tồn ở trên thị trường chứng khoán rất là khốc liệt và các anh chị em cũng sẽ cần rất nhiều những cái nền tảng kiến thức. Còn với những nhà đầu tư mà họ thường xuyên họ đổi lỗi à nghe ông này xui hoặc nghe ông kia dục hoặc là tại ông này tại ông kia thì cũng cam đoan với các anh chị đó là một trăm phần trăm thì các anh chị sẽ thất bại tức là chúng ta không dám đối diện với những cái sai của chúng ta và chúng ta cố gắng đổi những cái sai đó cho những người khác thì đấy là mẫu hình của người thất bại một trăm phần trăm các anh chị không thể đi được ở trên thị trường chứng khoán chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật nhìn thẳng vào bản thân mình đó để chúng ta rèn luyện chúng ta rèn rũa để chúng ta có được một cái hành trình phân tích tốt nhất tối ưu nhất ở trong quá trình đầu tư phần thứ nhất Hùng Lê cùng anh chị em của chúng ta sẽ đi view lại bộ ba tham số chung của thị trường ở trong tuần vừa qua thì như đã có phân tích ở đây đối với chỉ số VN-Index các anh chị ở trên trạc cái thuật giờ. Thì trong quá trình phân tích đúng không ạ? Trong quá trình phân tích thì hàng ngày các anh chị đều đã được cập nhật các cái bản tin phân tích của cá nhân Hùng Lê và về cơ bản thì cũng đã có phân tích một cái ý đồ đó là ở vùng 1015 đến vùng 1030 điểm đúng không ạ? à, ờ, nó tương đương tương ứng với Fibo 61% là 61,8% ở mốc 1025 đó là vùng một đợt thuật rất là mạnh và trong phiên 1 tháng 11 thì chỉ số à, thị trường chúng ta đã bắt đầu à, có vùng tích lũy sideways và bắt đầu có sự phục hồi khá là tốt tại phiên 1 tháng 1 thì cũng nhận diện thấy rằng à, dòng tiền chờ mua cực kỳ lớn đó là cái dấu hiệu mà có thể xuất hiện một cái chân sóng hồi và đến phiên ngày 2 tháng 11 11 thì như vậy là gì uh, à, dòng tiền chờ mua chuyển sang mua chủ động rất là mạnh và à, kết cục là chúng ta đã có một tuần giao dịch rất là thành công ở ờ, như vậy đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng như vậy là chúng ta tạm yên tâm với cái câu chuyện là vùng 1015 đến vùng 1030 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ là tốt của thị trường rồi. Uh, phiên kết tuần uh, chúng ta sẽ nói đến phiên kết tuần một tí thì chúng đã có phân tích ở đây trong uh, cái bản tin mà mình phát đi ở trong buổi chiều ngày hôm qua thì khả năng với cái đà tăng hiện tại thì chỉ số VN Index của chúng ta sẽ có gáp tăng lên vùng 1080 và sau đó nó sẽ đi lấp lại ở khoảng vùng 1065 đến vùng 1070 thì các anh chị lưu ý là ở đây chúng ta nhìn thấy một cái vùng cản ở đây thì chỉ số VN Index của chúng ta vượt qua vùng cản thì thường thường khả năng uh, xu hướng nó sẽ quay trở lại vùng cản đó để nó test lại tích lũy để nó thử lại cung cầu thì trong phiên ngày hôm nay ở cái điểm mà test sâu nhất đó là vùng 1071 các anh chị chít soát đến vùng 1070 cây nến từ 13 đến 14 giờ và hơi tiếc một tí đó là cây nến kết giờ thì index của chúng ta không đóng được ở vùng 1080 một phần là do hôm nay quỹ ETS nội cơ cấu nên là có thể có nó sẽ có một số cái cái xáo trộn à, nhưng cấp độ kết tuần như vậy thì là vẫn là đẹp rồi tuần tới thì cũng tiếp tục đánh giá cái khả năng uh, chịu tải của chỉ số VN Index ở vùng 1065 đến vùng 1070 đây sẽ là vùng đệm Kỹ thuật, vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ quan trọng để chỉ số VN Index của chúng ta công lên vùng 1090, 1095 và vùng 1100 ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Bây giờ chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30. Thì như chúng ta cũng đã có phân tích rồi đúng không ạ? Chỉ số VN30 nó sẽ có xu hướng quay trở lại vùng 1040, 1035 và điểm hỗ trợ kỹ thuật mạnh của tuần đó là vùng 1020. 25 đến vùng 1030 thì như vậy trong tuần thì chỉ số VN30 của chúng ta chỉ có test về khoảng quanh vùng 1035 và về cơ bản là cái vùng cân bằng ở vùng 1040 của chỉ số VN30 cực kỳ tốt. Đúng không ạ? Các anh chị nhìn thấy những cây nến giờ đó, cam đoan các anh chị là có khoảng tầm rất nhiều những cây nến giờ. Mặc dù có những cây nến giờ gì ạ? Chỉ số VN30 của chúng ta bị thủng ở 1040 nhưng cây nến đóng lại thì nó lại lấy lại nó lại rút lại ở vùng 1040. Đó các anh chị nhìn thấy cái điểm cân bằng và đây là một cây nến xác nhận với lực cầu cực kỳ tốt ở trong phiên giao dịch ngày 1. Đó thì như vậy là cây nến kết phiên ATC đúng không ạ? Và như vậy là rất là tốt rồi. Thì như vậy là đến thời điểm hiện tại như vậy là chỉ số VN30 của chúng ta cũng đã bắt đầu uh, tiệm cận đến uh, cái vùng cả kỹ thuật cực kỳ là cao đây. Trong phiên ngày hôm nay thì như vậy là VN30 của chúng ta cũng đã tiệm cận lên vùng 1095 đến vùng 1100. Đây là vùng cả kỹ thuật các anh chị và liên tục những cây nến giờ nó gì ạ? Nó không thể vượt thoát qua. Đồng thời thì nó cũng sẽ có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật uh, trong tuần tới ở vùng 1075 đến vùng 1080, đây vùng hỗ trợ cực kỳ quan trọng để giúp cho à, à, bộ ba tham số dung của thị trường cũng như chỉ số VN30 của ta tích lũy thành công để vượt thoát đi lên. Bây giờ thì cũng sẽ cùng anh chị đánh giá à, chỉ số phái sinh, à, điểm phái sinh một tí. Thì phái sinh thì anh chị để ý ở đây là trong phiên 31. À, mùng 1, mùng 2 như vậy là phá trình của chúng ta cũng có một cái điểm cân bằng ở quanh 1040 cực kỳ tốt, nó khá song trùng với chỉ số VN30. Thì sau đó thì chỉ số này đã bắt đầu có một cấp tăng vượt lên được ở trên vùng cản 1055 và kể từ đây thì cũng đã bắt đầu nâng cái target của nó lên 1075, 1080 và đến thời điểm hiện tại trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta hướng lên ở vùng 1095 đến vùng 1100 thì như vậy ở trong phiên ngày hôm nay các chị em của chúng ta có thể nhìn thấy đây đây là một cái mô típ mà ở những cái điểm vận động ban đầu thì nó vận động ở trong một cái kênh xu hướng hẹp và sau đó thì nó có gì ạ có xu hướng bứt thoát bay, bay lên nhưng mà vì cái vùng 1095 đến vùng 1100 ở đây vẫn là vùng cản kỹ thuật rất là mạnh của thị trường và và của chỉ số vn30 cũng như chỉ số phái sinh nên nó sẽ có xu hướng quay trở lại ở trên góc độ kỹ thuật nếu chúng ta nhìn thế này thì tuần tới thì cũng sẽ tiếp tục kỳ vọng đánh giá cái câu chuyện là gì Phái sinh sẽ tiếp tục quay về vùng 1075 đến vùng 1080 tích lũy thành công, hoặc nếu có quá thì nó chỉ quay về khoảng quanh vùng 1065 đến vùng 1070 thôi. Đó thì đây là những cái vùng đệm kỹ thuật cực kỳ là quan trọng các anh chị, vùng đệm cực kỳ quan trọng để giúp cho uh, thị trường có thể chúng ta có một nhịp phục hồi và có một nhịp long mạnh ở đây. Thì như vậy hàng ngày thì ông Lê sẽ có những uh, cái, cái 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 bản phân tích cập nhật để giúp cho các anh chị em uh, nhà đầu tư của chúng ta sẽ có thêm ở uh, những cái góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất về bộ ba tham số chung của thị trường và bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang một chút xíu về cái sự tương quan giữa chỉ số Dow Jones và chỉ số VN Index thì như các anh chị biết rồi ở trong những phiên giao dịch gần đây đúng không ạ trong tuần vừa qua thì chỉ số Dow Jones của chúng ta đã có sự phục hồi rất là tốt từ vùng 32.500 điểm và có khả năng tối ngày hôm nay thì chỉ số này sẽ tiếp tục vượt lên ở vùng 33.8 đến vùng 34 ca điểm ở đây thì như vậy đây là một cái sự phục hồi khá là tốt để giúp cho chỉ số VN Index của chúng ta cũng có cơ hội phục hồi ở đây đúng không ạ? Lên vùng 1100. Thì bây giờ chúng ta nhìn ở trên chart kỹ thuật ngày thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị ý đồ rồi. Như vậy về cơ bản là vùng 1015 đến vùng 1030 đó là vùng đáy của thị trường và đây là những cây nến hồi phục rất tích cực và index của chúng ta tiệm cận lại vùng 1080 các anh chị tiệm cận lại vùng 1080 ở đây Thì như vậy nó sẽ có xu hướng test cung trả nền lại ở đây Và căn cứ những cái tín hiệu test cung trả nền ở đó Thì chúng ta sẽ bắt đầu uh, tiếp tục phân tích các cái điểm hỗ trợ để uh, có thể kỳ vọng trong nhịp này Ít nhất là chỉ số VN Index sẽ tiến về ở vùng 1100 Hoặc điểm xa hơn sẽ là vùng 1107 đến khoảng vùng 1120 Thì đó là những cái kỳ vọng ở trong ngắn hạn Phần thứ hai À, anh chị em vào Lê sẽ bắt đầu đi phân tích bộ uh, các cái mã cổ phiếu các cái nhóm ngành khá là cơ bản thì trước khi mà đi vào cái nội dung chính này thì hùng sẽ nhắc lại một 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 chút để các anh chị nắm được này cái thứ nhất là mô tiếp tuần thì hùng đã có phân tích rồi phiên giao dịch của ngày thứ hai ngày thứ ba sẽ là những phiên mà thị trường sẽ chỉnh cung cổ phiếu sẽ chỉnh cung lấp gáp đó, đến phiên thứ tư thì khả năng là thị trường sẽ diện ở nằm ở một cái góc độ gọi là cân bằng và đến phiên ngày thứ năm, ngày thứ sáu thì như vậy là có thể <laughs> chúng ta sẽ bắt đầu có một cái xu hướng phục hồi. Đó, thì như vậy là chúng ta nhìn lại ở trên chỉ số VN Index thì chúng ta cũng đã thấy rằng ở cái câu chuyện là đến phiên ngày 1 tháng 10 thì thị trường của chúng ta bắt đầu cân bằng và đến phiên ngày 2 tháng 10 tức là phiên ngày thứ năm thì chúng ta bắt bắt đầu tăng mạnh. Đó và các nhóm ngành các nhóm ngành thì cũng đã có phân tích và có khuyến nghị các anh chị đó là chúng ta tập trung vào nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành thép đầu tư công và nhóm hạ tầng và nhóm bất động sản dân cư đó sẽ là những nhóm đánh trận đầu đó thì các anh chị hướng dòng tiền đến ở những cái nhóm ngành đó thì như vậy nó sẽ rất là ok rồi đó là một nhắc lại nhé để các anh chị nắm được như vậy để chúng ta nhìn thấy được là gì ở tất cả những cái mô típ của các cái mã cổ phiếu là gì phiên 31 và phiên gì mồng 1 là chỉnh đó, chỉnh và đến phiên ngày mùng 2 nó các anh chị, thì phiên ngày mùng hai thì bắt đầu nó mới gì ạ nó bắt đầu mới có cái, có cái xu hướng tạo nền tạo đáy ở đây và đến phiên uh, phiên phiên ngày mùng ba thì như vậy là gì ạ phiên ngày hôm nay thì như vậy là nó cũng uh, duy trì khá là tốt. thì uh, nhóm cổ phiếu trụ cũng sẽ phân tích cổ phiếu cơ đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là MBDUCER có một cái uh, tin uh, tín hiệu không tích cực về về mặt gọi là kinh doanh đúng không ạ? tuy nhiên ở đây đang là những cái lực giảm ngắn hạn thôi và trong tuần vừa qua thì uh, cũng phiên ngày uh, <laughs> ngày một đúng không ạ và ngày hai thì MWD có điểm test cung ở vùng 33.5 đến vùng 34 bắt đầu có sự phục hồi Và trên góc độ kỹ thuật dòng tiền bắt đáy ở đây như vậy là cực kỳ là ngon lành rồi Và MWD đã có một cái nhịp đánh đầu tiên đẩy lên khoảng trên vùng 38 cộng à, Những cái điểm test tích lũy của em này ở khoảng quanh vùng 37.7 dự kiến là đẹp Và tuần tới thì chúng ta có thể kỳ vọng là MWD lại tiếp tục đẩy lại về Cái vùng cảng kỹ thuật ở đây là vùng 42 và khỏe hơn sẽ là lên ở vùng 43 ở cổ phiếu Mansan, Mansan hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là Mansan cũng bị đang nằm ở trong một cái diện một cái kênh xu hướng giảm và trong tuần này thì Mansan cũng đã có một cái điểm test đáy thứ hai ở quanh vùng 56 ở đây tuần trước 56 hồi lên và như vậy xu hướng tuần này 56 và từ 56 này thì Mansan đã đẩy lên được vùng 6162 hiện tại thì nó đang có hai phiên ở xây đó phiên ngày mùng 2 và ngày mùng 3 như vậy là Mansan đang tiếp tục xây nền ở vùng 6162 khá là đẹp cây nến hai cây nến kết thúc giờ như vậy là cực kỳ ổn khả năng tuần tới nếu nó có test thì nó chỉ test lại ở quanh mút nến của cái cây nến này thôi các anh chị này đó nó sẽ test lại ở quanh cái vùng này và cung <laughs> uh, cầu ổn định lực cầu tiếp tục duy trì khá là tốt ở khoảng tầm 300 đến 400 ngàn trên cây đến giờ thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục uh, kỳ vọng là uh, Masa sẽ quay trở lại vùng cảng kỹ thuật ở đây đó là vùng 67 uh, 67.5 đến khoảng quanh vùng 68 Vinamilk ở trong tuần thì nó cũng đánh rất là tốt các anh chị Vinamilk đánh rất là tốt Về mặt kỹ thuật ở đây Đây chính là cái cây nến mà gì Chúng ta sẽ bắt đầu vào phiên giao dịch của ngày 31 Thì các anh chị nhìn thấy là gì Bắt đầu đầu tuần đó thì cái target cái thuật vùng đó đề ra đối với Vinamilk khoảng vùng 69.2 Thì khi chạm vùng này thì nó bắt đầu nó có sự tích lũy đó Và sự tích lũy này thì nó Nó về ở khoảng quanh vùng 67.5 đến khoảng quanh vùng 68 và tại đây thì như vậy vinamilk đã có sự vượt thoát và nó lên được cái target thứ hai đó là quanh vùng 71 và khi gặp 71 rồi thì bây giờ nó lại bắt đầu tiếp tục có cái diện có cái sự chậm đà tăng ở đây thì tuần tới vinamilk khả năng nó sẽ có cái sự chỉnh cung test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 69.5 để đến khoảng quanh vùng 70 tích lũy thành công ở vùng này đúng không ạ thì như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu uh, kỳ vọng uh, vinamilk sẽ tiếp tục đẩy lên vùng target ở khoảng 72 đến khoảng vùng 72.5 nhóm ngành phân tích tiếp theo đó là bất động sản khu công nghiệp chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu KBC. thì đối với KBC ở đây đúng không anh chị đây đây chính là cây nến kết tuần và chúng ta có dự báo là gì ở khả năng thì KBC sẽ tiếp tục quay trở lại uh, test cung tích lũy bởi vì đây là cái vùng cái cây nến kết tuần của 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 KBC là một cây nến nhấn chìm nên khả năng là nó gì nó sẽ tiếp tục quay lại trả cung thì cũng rất là may mắn ở trong tuần như vậy là đúng phiên giao dịch ngày 1 đúng không ạ thì KBC bắt đầu có xu hướng tích lũy tạo nền tạo đáy ở quanh vùng 25 25.5 sau đó thì nó long lên vùng 27 và nó có một nhịp nháp trả cung thứ hai ở đây và kể từ đây thì như vậy là KBC đã uh, uh, có một cái nhịp tăng uh, rất là mạnh và nó đưa về lại được cái vùng cản ở khoảng quanh vùng 29. thì các anh chị lưu ý ở đây vùng 29 sẽ trở thành vùng cản kỹ thuật. nên các anh chị nhìn thấy là những cây nến giờ khi về vùng 29 thì bao giờ gì nó quay trở lại test cung và bản thân hai cây nến kết giờ ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay như vậy là KBC đã test lại ở khoảng quanh vùng 27.8 đến khoảng vùng 28 đây là vùng test kỹ thuật tương đối đẹp. như vậy uh, góc độ kỹ thuật kỳ vọng tuần tới thì cổ phiếu KBC sẽ công vùng 29 và xa hơn sẽ là ngắm lên khoảng vùng cản 30 ita thì đánh dài gom dài thôi bởi vì cái cổ phiếu này thì nó có những cái đặc tính tạo lập thì cũng đã có phân tích rồi như vậy trong tuần thì ở mô tiếp chung đó là gì à, tất cả các mã cổ phiếu sẽ quay về chỉnh cung ita sẽ chỉnh cung Chỉnh nhịp 1 về 5.15, nhịp 2 về 5 và thủng 5 thì như vậy là gì? Về 4.6 đến khoảng vùng 4.7 và cũng mấu chốt vấn đề là index ở vùng 1015 đến 1030. Tại đây thì như vậy là ITA bắt đầu có sự phục hồi. Thì sự phục hồi này nó khỏe nó sẽ về vùng 5.4 nhưng mà tuần này thì nó chưa về được 5.4 và nó bắt đầu diện, nó bắt đầu chỉnh cung. Và nó cũng sẽ đi lập là thì nó cũng hoàn toàn tương tự như bên này thôi. Thì tuần tới ở vùng 5 đến vùng 5.15. Uh, ITA sẽ có cái sự uh, tích lũy quay trở lại chính cung ở đây và trong trường hợp nếu nó tích lũy thành công đúng không ạ vượt thoát thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên uh, cả kỹ thuật ở đây đó là khoảng quanh vùng 5.4 SSC là một mã cổ phiếu cơ bản tốt của nhóm ngành uh, bất động sản khu công nghiệp thì uh, <laughs> nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi cây nến đóng phiên ở uh, tuần trước nó là một cây nến nhấn chìm chính vì vậy nên là gì quan điểm kỹ thuật của hùng là gì nó sẽ tiếp tục uh, nó sẽ tiếp tục quay trở lại về chính cung và nó chỉnh như thế nào thì như vậy là các anh chị để ý rằng thấy rằng là nó cũng tạo đáy chung với cả thị trường trong phiên ngày 1 tháng 11 và từ đây thì như vậy là vùng 30 30.5 bắt đầu có sự phục hồi và tuần này về góc độ kỹ thuật nếu khỏe thì nó sẽ kéo lên được khoảng quanh vùng 35.5 đến khoảng vùng 36 ở đây Tuy nhiên là nó lên được khoảng vùng 35 thì nó đang bị chờ lại ở đây thì về mặt lý thuyết là hoàn toàn hợp lý thôi bởi vì ở đây các anh chị này nhìn ở bên này đây là cái vùng 35 là vùng cản à vùng hỗ trợ kỹ thuật của bên này nhé đó, các anh chị hiểu như vậy, 35. Ờ, bên này 35 là vùng hỗ trợ thì về đến đây thì vùng 35 nó sẽ trở thành cản kỹ thuật của nó. Đó và khi chạm về vùng 35 thì nó phải trở lại. Thì những cái điểm trở này thì theo, theo theo hùng nó cũng hợp lý thôi. Đó là ở vùng khoảng bao nhiêu đây nhỉ? 33.5. Tuần tới khoảng 33.5 nó tích lũy thành công. Tích lũy thành công ở 33.5 thì sẽ tiếp tục đánh giá cái khả năng mà gì? Về ở khoảng vùng 35.5 khoảng 36.2 đây, là vùng cản kỹ thuật ngắn hạn. IDC cũng rất là đẹp đánh khá là bài bản đúng không ạ thì đối với IDC đó tuần trước đây và như vậy thì góc độ kỹ thuật là IDC sẽ test về vùng 43 43 mày thủng thì nó sẽ đi về vùng 40 và uh, phiên ngày 1 tháng 1 thì như vậy là về cơ bản 11 thì nó cũng đã uh, test thành công ở vùng 40 và bắt đầu có sự phục hồi thì khi 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 phục hồi á, thì cũng có phân tích ở đây đúng không ạ Nếu như trong trường hợp mà nó vỡ vùng 46 thì nó sẽ đi về vùng 44 44 mà vỡ thì nó sẽ đi về vùng 43 và 43 mà vỡ thì chắc chắn là đi về vùng 40 thì bên này nó sẽ trở thành cản đó và nhịp long này chạm vùng cản kỹ thuật 46 thì đây là những cây nến gì ạ? nó đang có cái sự suy yếu quay trở lại các độ kỹ thuật tuần tới lại tiếp tục dự báo chỉnh cung về quanh vùng 44 test tích lũy thành công chúng ta ngắm 46 và xa hơn sẽ là vùng 48 VGC VGC cũng là một mã cổ phiếu rất nhạy của nhóm ngành bất động bất động sản khu nghiệp thì đối với VGC trong tuần trước đúng không? Đây là một cây nến nhấn chìm và như vậy thì xu hướng nó sẽ quay trở về test cung kỹ thuật ở vùng 44. Vùng 44 thủng thì nó sẽ về vùng 42 và đúng phiên ngày 1 đúng không? Thì như vậy là VGC nó cũng test thành công mô hình kép ở khoảng quanh vùng 42. Thì ở đây là vùng 47 là vùng vùng hỗ trợ kỹ thuật của uh, tuần giao dịch video số 199 thì vùng 47 trở thành vùng cản kỹ thuật của video số 200. Đó và khi chạm vùng 47 đây thì các anh chị nhìn thấy đây là những cái nến gì ạ? Những cái nến giờ động lực nó đi bị chậm lại vì vì sao? Vì nó gặp cản. Như vậy ở trong tuần tới uh, cổ phiếu này khỏe thì sẽ khoảng ở 45 đến khoảng vùng 45.5. 45.5 sẽ là uh, cái vùng uh, test cung kỹ thuật hỗ trợ đây, test tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta lại tiếp tục có thể kỳ vọng đẩy uh, cái target kỹ thuật của nó về khoảng quanh vùng 48 49 ở đây, nó là vùng cản đây, cản ở bên này thì nó phải xây từ từ như vậy thôi. <laughs> nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép thì như đã có phân tích định hướng hướng rồi các anh chị ở trong một cái nhịp hồi thì thép sẽ là một trong những cái nhóm ngành nó sẽ hồi nhanh nhất và chúng ta nên hướng cái dòng tiền của chúng ta đi vào những cái mã cổ phiếu mà khi mà thị trường hồi thì là cổ phiếu nó sẽ có những cái lực hồi tốt để chúng ta tối ưu được T cộng các anh chị và đây là một trong những cái minh chứng rất tuyệt vời đó để các anh chị thấy rằng những cái giá trị vùng lê đưa lại cho nhà đầu tư nó lớn đến như thế nào thì đối với Hòa Phát đó thì chúng ta có nói đến vùng 23 và điểm test kỹ thuật sâu hơn của nó là vùng 22.85 ở đây. Thì các anh chị nhìn thấy là trong tuần các phiên giao dịch ngày thứ hai ngày thứ ba thép cực kỳ khỏe luôn. Đó nó chỉ loanh quanh ở quanh vùng 23 thôi và như vậy là gì? Hòa Phát test rất thành công ở vùng 23. Sau đó nó lên được target vùng 24, tiếp theo lên được vùng 24.5 và kết tuần thì nó lên được vùng 25.5, cực kỳ khỏe luôn và khi về đến vùng 25 đây là vùng cả kỹ thuật nên nó đã có ba cây nến uh, test trở lại và như vậy là những cái điểm test kỹ thuật của quanh vùng 24.7 cực kỳ đẹp Thế thì trong trong một cái kịch bản lạc quan, trong cái kịch bản lạc quan nếu như tuần tới đúng không ạ? Thì nó sẽ sẽ dự báo có sẽ có hai cái điểm mà 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 Hòa Phát có thể quay trở lại đây, đó là vùng 24.7 24.5. Đó là lạc quan và như vậy test thành công ở đây. Đó và xuất hiện một cái cây nến mà nó đè ở vùng 25.5 cộng như vậy ở đây thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta nâng cái target kỹ thuật của cổ phiếu này lên. Ở Hoa Sen cũng cực kỳ đẹp ở đây, đó, thì về cơ bản là gì cũng đã có có báo mấy anh chị rồi, kiểu gì nó cũng phải chỉnh cung. Đó, thứ hai, thứ ba, phiên ngày thứ hai, thứ ba và những cái vùng chỉnh cung thì chúng ta thì chúng ta ra lại ở khoảng quanh vùng 17 17.2. Đấy tất nhiên là cái điểm này thì có thể là vùng này là 16 chấm mấy đấy nhỉ? Nó có thể rỡ lác luôn một tí, tất nhiên là 10 10 10 10 10 16.8. Đó. À, liên tục nó trong phiên ngày mùng 1, nó thì nó liên tục có vùng 16.8, nhưng ít nhất là 16.8 hay 17, nó rất là gần nhau đấy nó rất là gần nhau và như vậy là các anh chị chúng ta có một cái phân tích nó hơi hơi sát sát thế là cũng cả quá tốt rồi đúng không ạ đúng không ạ đúng không? quá tốt rồi đấy vùng này các anh chị cân lên nó đẹp chưa về 17.5 về được target 18.5 sau đó vượt vùng 19 và phiên nay thì gần như đóng cửa tuyệt vời ở vùng 19.45 suy soát ở vùng 19.5 gọi là hai cây đến giờ cực đẹp luôn hai cây đến giờ này test phải nói là là về kỹ thuật là 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 không thể chê vào đâu được các anh chị không thể chê vào đâu được đẹp quá và mút đến này thì nó test về vùng 19 sau đó nó lại đến vùng 19.45 như vậy là tuần tới thì chúng ta có thể kỳ vọng thôi, chắc chắn là khả năng cao là 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 HSG sẽ đánh vượt thoát vùng 19.5 và khi nó vừa thoát vùng này thì cái đó sẽ uh, tiếp tục nâng target của nó lên. Uh, Nam Kim cũng đẹp lắm các anh chị ơi, Nam Kim cũng đẹp lắm. Đó, trong tuần thì mô típ chung như vậy thôi, Nam Kim sẽ quay trở lại test ở khoảng vùng 7.8, điểm sâu hơn sẽ là vùng 17.6. Và ở đây thì các anh chị có thể nhìn thấy đây, đúng không ạ? Đây vùng 17 đến vùng 17.5 ở tuần giao dịch video số 19798 ở đây và quay ngược lại phiên giao dịch ngày 19 tháng 10 cũng như vậy và chúng ta đang có một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ đắc lực của họ Nam Kim ở vùng 17.5 17, 17 Và tuần này view điểm sau đây là hình như 17.6 này về đến về đến điểm lâu ở đây à đây 17.25 đấy các anh chị đó, thì như vậy là gì? Như vậy là chúng ta có một cái vùng hỗ trợ cực kỳ là đắc lực ở đây và phiên ngày 1 tháng 11 đúng không ạ? Thì uh, Nam Kim cũng chính thức tạo đáy và bắt đầu có sự phục hồi. Target tuần thì nó hướng đến 18, 18 tháng 5, 19 và đến thời điểm hiện tại thì nó đã vượt thoát vùng 19 tức là vượt vùng giá mục tiêu. Uh, những cây nến giờ cái cách đi của Nam Kim như thế này là cũng cực đẹp. Sau một cây nến giờ đẩy lên thì nó có ba cây nến test trở lại, sau một cây nến giờ đẩy lên thì sẽ có hai cây nến test trở lại. Vậy thì đây là một cây nến test rồi thì khả năng ở tuần tới Nam Kim sẽ có thêm một đến hai cây nến test nữa, nó sẽ test tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 19 thành công và sau đó thì lực cầu đẩy vượt thoát vùng 19.5 thì như vậy là chúng ta có thể kỳ vọng uh, tuần tới nó sẽ đánh vượt thoát vùng 20. VGS cũng đẹp các anh chị, VGS trong tuần cũng đã đạt được những cái cái cái, cái, cái tín hiệu cái thuật rất là hay. Đó, quay lại chỉnh cung thì điểm chỉnh cung ở đây nói chung là ông không thể dự dự báo được chính xác 100% ví dụ 16 đâu, mà chỉ dự báo được sơ sơ ở đây thôi này, đó là cái biên ở đây là khoảng biên 16.2 đấy 16 tháng 2 đến khoảng vùng 16 5 đấy cân ở vùng này thì cũng là bây giờ cũng cười 10 hở 10 cái răng rồi đúng không ạ nó lên 18.5 cơ mà đó thì phiên ngày hôm nay như vậy là ta ghét tuần ở vùng 18 18.5 chính thức cổ phiếu hoàn thành và khi chạm 18.5 ở đây này thì nó vụ cản và nó chỉnh cung và hai cái nến giờ cũng rất là thành công tức là nó xác nhận rằng là nó đã chỉnh cung xong đấy vậy thì tuần tới nếu như thị trường có rơ lắc hoặc là còn lắc lại thì nó chỉ lắc lại khoảng quanh vùng bảy chín mươi tám đây thôi đó theo quan điểm vùng như vậy và nó lắc ở đây thành công đúng không ạ lực cung cầu ổn định và lực cầu nó cứ khoảng tầm độ hai trăm đến ba trăm ngàn cổ phiếu trên đến giờ như này là khá là tốt thì như vậy chúng ta sẽ hướng lên target 19 điểm cao hơn sẽ là vùng 20 TLH và TVN thì cơ bản là nó cũng đang tích lũy thôi và đây là hai con pen thì cũng sẽ view tiếp cho anh chị thì đối với TLH như chúng ta đã có phân tích định hướng đó là khoảng quanh vùng 6.4 đến khoảng vùng 6.8 thì cổ phiếu sẽ sideways ở à, trong tuần thì có những điểm nó đẩy về vùng 6.2 nhưng về cơ bản là gì kết tuần thì nó vẫn lấy lại được vùng 6.8 cộng đó là mẫu chốt và hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cái cản 7.2 này đang là cản ngắn tuần tới à, nếu khỏe và nếu hợp lý thì như vậy là vùng 67 6.8 à, nó sẽ tích lũy sideways trước khi mà nó gì nó dồn lực để nó bắt đầu nó đánh lên vùng 7.2 đến khoảng vùng 7.4 cổ phiếu TVN TVN thì như là nó đang yếu hơn so với TLH TVN ở đây rồi TVN ở đây là tuần qua chia cổ tức 300 đồng trên một cổ phiếu nha Các anh chị lưu ý cái điểm đó để 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 chúng ta lại lại soi lại video cũ bảo tại sao ông Hùng ông ấy nói điểm trước như này và sao tuần này nó lại bị lệch như này là vì chia cổ tức chia cổ tức nên là giá nó phải xuống đó phải hiểu bản chất vấn đề nó là như vậy. 5.4 đến vùng 5.7 trong tuần vừa qua nó tiếp tục test lại đây các anh chị này. Tuần trước ở đây và tuần này nó tiếp tục test lại vùng 5.4. ừ uhm, khá ok, long bượt 5.7 và đã bắt đầu uh, đã bắt đầu công lên uh, công lên vùng 6 thì khả năng trong ngắn hạn thì em này nó sẽ vẫn còn gì còn vẫn còn cái sự sai quay hiệu quả quanh vùng 5758 test như thế này thành công thì chúng ta sẽ chờ đợi một cây đến giờ như vậy là nó đẩy vượt thoát lại ở khoảng vùng 6 đến khoảng vùng 6.1 thì cái đó chúng ta sẽ tiếp tục phân tích xu hướng nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành vật liệu đầu tư công và nhóm ngành đầu tư công thì đối với nhóm ngành đầu tư công và hạ tầng cũng là một trong những cái nhóm ngành mà thị trường nó sẽ đã hướng đến anh chị đó là chúng ta sẽ hướng đến bởi vì khi mà 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 sóng hồi ấy, thì đây cũng sẽ là một cái nhóm ngành nó sẽ hồi rất nhanh và nó sẽ hồi cùng với chỉ số vn index của chúng ta thì đối với ksb khi kết thúc phiên giao dịch tuần trước đúng không ạ thì cổ phiếu ksb gần như là nó bị mất cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 22 thì khi vùng nó nó bị mất thì xu hướng nó sẽ diễn nó sẽ tiếp tục chỉnh cung tích lũy và trong tuần thì đúng Ờ, đúng phiên 1 tháng 11 thì như vậy là gì nó có vùng tích lũy ở vùng 21. Chấm, à 20.5 đến vùng 21 và kể từ đây thì KBC bắt đầu à KB bắt đầu có cái sự phục hồi đi lên. Thì như vậy ở, ở đây vùng ngắn hạn là vùng 24 24.2 trở thành vùng cản kỹ thuật và vùng tích lũy của nó ở đây là vùng 22 đến khoảng vùng 2.5. À khả quan tuần tới nó tích lũy thành công ở vùng 22.5 22 thì tiếp tục đẩy lên ở đây đó là vùng 24 24.2 cổ phiếu PLC cũng có một cái sự phục hồi khá là tốt ở trong tuần vừa qua thì nó hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Ở xu hướng thì PLC sẽ quay trở lại vùng 26 và phiên ngày 1 thì như vậy là PLC có đây là những cây nến này thì theo quan điểm của cùng là những cây nến ảo này. Còn nến thật của nó là nó sẽ quanh vùng 25, nói chung khoảng vùng 25 26 đó là vùng tích lũy ở hỗ trợ của PLC ở trong tuần vừa qua và nó cũng bắt đầu có một lực phục hồi Lên vùng 28 đến khoảng vùng 29 ở đây nó là vùng cảng kỹ thuật chính vậy nên là gì? Chúng ta bắt đầu nhìn thấy đà tăng của cổ phiếu bắt đầu chậm lại. Ờ, trên góc độ kỹ thuật tuần tới nếu như vậy thì PLC nó sẽ quay trở lại test cung tích lũy khoảng quanh vùng 28 các anh chị hoặc là 27.8 đến khoảng vùng 28 ở đây này nó sẽ quay trở lại test cung tích lũy ở đây ờ, thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm cái vùng target mục tiêu lên khoảng quanh vùng 30.8 đến khoảng vùng 31 VCC ngắn hạn thì cũng chưa có nhiều cái đột biến đâu. Nhìn chung thì nó vẫn đang có một cái sự sideway Thì trong bản tin phân tích tuần cũ thì cũng đã có phân tích cho các anh chị, ở đây là vùng 8.7 và đến khoảng vùng 9 sẽ là dự kiến là biến sideway của cổ phiếu đúng không ạ? Và điểm sâu nhất ở trong tuần thì nó về vùng 8 đến gọi là cái phiên mà gì? Phiên mà thị trường tạo đáy ở đây thì rất tiếc là rất nhiều nhà đầu tư đã bán cổ phiếu ra ở vùng 1020 khi index về vùng 1020 đã bán ra và sau cái bán ra đó thì thị trường nó phục hồi và tất cả các nhóm ngành nó cứ thế nó phục hồi đi lên thôi thì nó sẽ rất là đắng và đau và đắng và đau thì chúng ta phải 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 học thêm thôi đó các anh chị chúng ta phải học thêm thôi chứ chúng ta cũng không có cách nào cả thì đối với BCC như vậy là vùng 9.5 đến vùng 9.7 ở đây nó sẽ trở thành vùng cảnh cái ngắn hạn và ở tuần tới vùng 8.7 đến vùng 8.8 sẽ là điểm tích lũy thì chúng ta sẽ tính toán thêm ở hai điểm này. VCG cũng đã có một tuần giao dịch tương đối là thành công sau khi mà <laughs> cổ phiếu này quay trở lại test cung thì cây nến mà kết thúc tuần thì VCG có một cây nến nhấn chìm đúng không ạ? Cái 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 nến nhấn chìm ở đây. Chính vậy nên là vào phiên giao dịch ngày 31 thì như vậy là nó dập dìu dập dìu dập dìu ở đây và sau đó thì đến phải đến phiên 1 tháng 1 như vậy là chúng ta liên tục có những cây nến giờ ở đây. Đó và VCG đã tích rất thành công ở vùng 19 đó và có một lực long. Thì lực long này thì tuần này thì nó lại chạm cản. Đây vùng 22 các anh chị, đấy là cản kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là khi mà chạm cản kỹ thuật thì chúng ta thấy có ba cây nến và có thể tính cả bốn cái nến giờ trong phiên ngày hôm nay thì nó tập trung nó công cản 22 nhưng mà công không thành thế thì trên góc độ kỹ thuật tuần tới ở góc độ lạc quan lạc quan là nó có gì là nó sẽ tiếp tục quay trở lại ở vùng đây này vùng 21 hoặc là thậm chí là nó cao cao hơn một tí ở đây đó nó sẽ là đây để xem là vùng 21 chấm mấy đây, vùng lạc quan là nó sẽ có thể test lại ở khoảng quanh vùng 21.2 đó thì nó sẽ test thành công ở trong biên kỹ thuật này đó trong biên kỹ thuật này rồi và sau đó thì uh, cung cầu ổn định đúng không ạ và lực cầu tiếp tục vượt thoát đi lên thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng 22 8 vùng 23 và khỏe hơn thì có thể là gì ở đây là nó có cái cản ở đây này là vùng 23.5 đó là các cái vùng giá mục tiêu xiên cô 4 C4G <laughs> đây C4, C4G ở đây thì như vậy thôi, nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Như vậy là C4G trong tuần vừa qua thì điểm điểm test kỹ thuật của nó ở vùng 9.7 đến vùng 10. Và về cơ bản thì trong phiên 1 tháng 1 đúng không ạ? Thì cổ phiếu C4G đã tích lũy rất là thành công, có một lực long. Lực long này thì đưa cổ phiếu về lại vùng cảng kỹ thuật ở đây là vùng 10.8 đến vùng 11. Và nó bắt đầu có cái sự chậm chậm lại của đà tăng thì như vậy tuần tới trong góc độ kỹ thuật gọi là tích cực đúng không ạ? Thì vùng 10.5 đến vùng 10.8 trở thành biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của cổ phiếu C4G tích lũy thành công vùng này. Chúng ta sẽ tiếp tục ngắm lên vùng cản 11, xa hơn sẽ là vùng 11.5. FCN trong tuần vừa qua cũng đã chỉnh cung và test nền thành công, có một nhịp long khá là đẹp. Thì ở đây thôi, FCN đấy, điểm này là điểm kết thúc tuần đúng không ạ các anh chị? Và nó bắt đầu cố gắng công lại biên hỗ trợ đây, đó là biên 12, 12.2 không thành. Thì như vậy nó lùi thôi và cũng rất nhiều đấy tức là cứ đến cái phiên ngày ngày 1 tháng 11 thì cổ phiếu bắt đầu tích lũy tạo nền một anh chị nhìn thấy những cây nến giờ nó tích lũy ở trên vùng 11 rất là đẹp và đến phiên ngày gần kết, kết thúc phiên đúng không ạ thì như vậy là gì cổ phiếu bắt đầu có tín hiệu vượt thoát đi lên thì đến phiên ngày 2 thì như vậy là nó cứ thế nó đi lên thôi và phiên ngày 3 như vậy phiên ngày hôm nay thì như vậy FCN tiếp tục công vùng cản 13 nhưng công không thành những hai cây nến giờ đóng phiên của FCN khá là đẹp với lực cầu khá là tốt 600.000 trên cây nến giờ ở góc độ kỹ thuật như thế này thì cũng tiếp tục kỳ vọng là tuần tới cổ phiếu sẽ đánh lên vùng 3.5 và điểm khỏe hơn sẽ là vùng 14 LCG cũng có một tuần test tích lũy và đánh rất là thành công thì cây nến kết thúc phiên của tuần trước LCG cũng là một cây nến nhấn chìm chính vậy nên là gì xu hướng nó sẽ gì nó sẽ tiếp tục quay trở về những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu và đây là điểm cân bằng của LCG trong tuần vừa qua trong phiên ngày 1 tháng 10 cũng lấy 11 tháng 11 1 tháng 11 chúng ta lấy ở vùng 10 chấm Lấy à, ở vùng 9.3 là vùng cân bằng đấy, các anh chị liên tục có những cây nến đáp xuống và rút chân lên Và đây sẽ là những cây nến, những cái thiên hướng để chúng ta có thể dự báo được gì Khả năng là thị trường và cổ phiếu sẽ bắt đầu quay trở lại Thì rất là đẹp rồi, như vậy trong tuần này thì LCG đã phục hồi và lấy lại được ở vùng 11.1 Hai cái nến kết thúc phiên, à, nay là đẹp với dòng tiền tốt Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục hướng về target 11.5, 11.7 trong tuần tới Và khi về đến cái vùng này thì thông thường là cổ phiếu nó sẽ có cái sự chỉnh cung rung lắc thì chúng ta sẽ phân tích tiếp ở cổ phiếu hhv hhv cũng khá là ok nó cách đi về mặt tạo lập là rất là là ok ờ, thì trong tuần trước đúng không hhv có một cây nến nhấn chìm vào đây thì về mặt kỹ thuật là gì cổ phiếu nó sẽ tiếp tục quay trở về chỉnh cung test nền và nó cũng hhv cũng có một cái quá trình tích lũy tạo đáy ở quanh vùng 12.5 đúng phiên ngày 1 tháng 10 ở đây. Đó, ngày 1 tháng 11 đây các anh chị. Đó, liên tục những cây đến giờ đẩy ở đây vào vùng cân bằng. Và đến thời điểm hiện tại thì cái cách phục hồi của cổ phiếu cũng rất là đẹp rồi, vùng 14.7 đến vùng 15, đây là vùng cản kỹ thuật. Thì lên đến đây thì các anh chị bắt đầu nhìn thấy gì ạ? Cổ phiếu bắt đầu chậm đà tăng bởi vì đơn giản nó là vùng cản kỹ thuật mà. Thì khi mà về đến đây rồi á thì như vậy là chúng ta có cái sự sideways, lực đánh cũng khá là tốt như vậy tuần tới khả quan khả quan thì nó sẽ kéo lên vùng 15 đến vùng 15.5 rồi sau đó nó chỉnh cung hoặc là nó chỉnh cung luôn nhưng mà um, về cái cách thức nào cũng được cách thức nào cũng được nhưng mà chúng ta cứ lưu ý cho vùng cái đây này cái vùng này này nếu nó tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là cái khả năng cao là gì nó sẽ đánh tiếp này vùng 14.2 14.2 OK anh chị đó thì uh, chúng ta sẽ chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 14.2, 14.5 đó sẽ là những vùng chỉnh cung kỹ thuật để uh, giúp cho uh, giúp cho ông em uh, tiếp tục hành trình đi lên đúng không? ạ Cái cổ phiếu uh, hạ tầng cái cổ phiếu C2 ấy cũng rất là hay đó các anh chị lưu ý đó thì trong tuần vừa qua thì như vậy là gì C2 cũng đã uh, nó có cái điểm tích lũy ở trong phiên ngày 11 ở đây đó 13.5 đến vùng 14 và hiện tại thì C2 cũng đang có một cái gì có một cái lực phục hồi mạnh ở đây. Thì như vậy lực phục hồi mạnh này sẽ đẩy 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 cái gì nhỉ? Đẩy đẩy đẩy, đẩy cái, cái cái vùng cản kỹ thuật của C2 lên. Đó, lên lên khoảng quanh vùng 16.5 đến vùng 17 ở đây này. Đây là vùng cảng để các anh chị lưu ý này, tuần tới thì khả năng nó sẽ chỉnh cung và chúng ta sẽ canh để chúng ta có thể bắt tiếp. <cười> <cười> Giống anh đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư thì đây sẽ là một trong những nhóm ngành mà cũng đã có phân tích định hướng cho anh chị rồi nó sẽ là hồi nhanh nhất đúng không ạ nó sẽ hồi nhanh nhất và đến thời điểm hiện tại thì dòng tiền bắt đầu tập trung sóng ngành bắt đầu tập trung vào bất động sản dân cư dòng tiền đang tập trung khá là tốt chính vậy nên là trong tuần vừa qua thì các anh chị thấy rằng là bất động sản dân cư nó đã có sự phục hồi rất là tuyệt vời thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu sale ở đây các anh chị nó tuần uh, chỉnh cũng thôi 19 tháng 7 tích lũy và đúng phiên 1 tháng 11 như vậy là gì sale liên tục Uh, Tết tích lũy tại cái biên hỗ trợ đó là miền 18.9 đến vùng 19.2 Có sự phục hồi Và tuần này thì sao đã lên được max target Đó là vùng 22.3 đến vùng 22.5 Khi lên đến đây á, thì bắt đầu nó có cái sự rung lắc Như vậy là tuần tới thì uh, Ông kỳ vọng ở đây là khoảng vùng 21.3-21.5 21, 21, 21 Đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật cực kỳ đắc lực của Shell uh, test thành công tích lũy ở đây Và vượt thoát được vùng 22.5 Thì khi đó thì chúng ta sẽ gì ạ? tiếp tục uh, Phân tích những cái target cao hơn HDG <laughs> Hoàn toàn tương tự như vậy thôi. Đối với HDG thì ở đây chúng ta thấy rằng là gì? Cổ phiếu nó sẽ phải bắt đầu có một cái quá trình tích lũy lại ở quanh vùng 25.4 Và khi điểm này bị thất bại thì nó sẽ hạ xuống cái vùng sâu hơn thôi đó. Và trong 3-4 tuần gần đây thì chúng ta thấy rằng là vùng 24, vùng 24.5 Đã trở thành một cái diện, một cái vùng hỗ trợ cực kỳ là đắc lực của cổ phiếu Đây các anh chị nhìn ở bên này thì đây như vậy thôi Và đâu đó nó chỉ về được khoảng tầm vùng 24.7 thôi đây chúng ta kẻ một cái đường ngang này này thì chúng ta thấy rằng đó khoảng quanh vùng 24 24.6 24.7 đây đó là một vùng hỗ trợ rất là đẹp và kể từ đây đó thì nó cũng nó cũng đúng vào cái thời điểm là gì chỉ số VN index của chúng ta tạo đáy ở vùng 1020 và bắt đầu vừa thoát đi lên thì cũng rất là buồn cho những nhà đầu tư họ bán đúng ở điểm này buồn thật các anh chị bán xong thì cổ phiếu nó chỉ tăng trần thôi và thông thường khi chúng ta đã bán ra ở điểm này thì không bao giờ chúng ta dám mua lại ở những cây sau đó các anh chị không bao giờ dám luôn đó là tâm lý như vậy thì trong tuần này HDG cũng đã về mắc được cái vùng ta uh, target kỹ thuật 27 và tại đây là vùng cả kỹ thuật nên nó bắt đầu có gì ạ có sự chỉnh cung như vậy uh, góc độ đẹp thì tuần tới nó sẽ ở khoảng vùng 26 đến khoảng quanh vùng 26.5 Uh, nó sẽ test cung chỉnh cung tích lũy ở đây và chúng ta chờ đợi một cái thời điểm mà gì uh, nó xuất hiện một cây nến giờ mà đánh vượt thủng vùng 27 ở đây thì cái đó thì chúng ta sẽ uh, tiếp tục để chúng ta nâng cái target của nó lên. HDC cũng rất là ok, đó, trang kỹ thuật của HDC khá là đẹp các anh chị, khá là đẹp thì ở đây uh, mô típ chung như vậy thôi HTC sẽ quay trở lại vùng 30.5 để nó test cung kỹ thuật điểm sâu hơn sẽ là vùng 29.5 đến vùng 30 thì như vậy là tuần uh, cái điểm đầu tiên là nó về đây thì nó gì nó có sự phục hồi này và nó test lại cái cây nền thứ hai ở đây thì nó bị thất bại và như vậy nó phải về vùng hỗ trợ thứ hai thì nó cũng đúng phiên ngày 1 tháng 11 đó thị trường hồi cổ phiếu hồi và tất cả một các thứ rất là ngon lành luôn và như vậy thì 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 như vậy là tuần này thì gì uh, cổ phiếu này cũng đã đạt lên được uh, cái mục tiêu đó là vùng 29 chấm ở 32.5 đến khoảng vùng 33 cây đến ngày hôm nay là nó có thời điểm là chỉ gần suy sát chạm 33 rồi Tuy nhiên ở đây là vùng cản kỹ thuật nên xu hướng là nó sẽ gì ạ nó sẽ test cung quay lại chỉnh cung và đây là những cây đến giờ theo quan điểm của Hùng là đẹp đấy này nó nó vòng lên xong nó lại test lại như này rất đẹp như vậy tuần tới tuần tới thì lạc quan các anh chị lạc quan thì ở sẽ khoảng ở khoảng vùng 31.5 31.5 đến khoảng vùng 32 31.5 khoảng vùng 32 test cung quay trở lại đây và chờ đợi tín hiệu kỹ thuật là khi mà cổ phiếu này bứt vùng 3.5 như vậy đó cũng là một tín hiệu rất là tuyệt vời Nam Long thì trong tuần nó đánh hơi vòng vo cái đến cái tuần thì chưa rõ lắm rõ rõ về mặt xu hướng thì đối với Nam Long á ở à đây cái nến mà khi mà, mà cây cái đến kết thúc ở tuần trước ở đây thì thông, thông thường là đây là một cây nến nhấn chìm thì thông thường như vậy thôi nó sẽ về lại vùng hỗ trợ ngắn ở đây là vùng 31.5 đến vùng 32 rồi sau đó khi vùng này bị thất, thất thất bại rồi thì như vậy là nó sẽ hạ xuống và nó sẽ hạ cho đến khi nào? Đó, đến cái lúc mà thị trường tạo đáy tức là vùng 29.5 này này. Thì tại sao mà chúng ta lại có thể nhận diện được cái vùng này? Cái thứ nhất là chúng ta nhận diện trên cái phân tích trạc kỹ thuật của chỉ số VN-Index và đồng thời chúng ta lại nhìn ở trên trạc của của kỹ thuật của cổ phiếu. Thì các anh chị nhìn cứ về đến vùng 29.5 thì nó gì? Ạ? Nó lại long lên rồi nó chạm 29.5 rồi nó lại cứ long lên thì như vậy có khả năng đây là gì? Đây là vùng à, vùng tạo đáy của cổ phiếu và kể từ đây thì uh, Nam Long bắt đầu có sự phục hồi và sự uh, phục hồi này thì nó lại gặp lại vùng 33 ba ba. và 33 ba ba ở đây lại ới giờ ơi lại cản đây này đây là hỗ trợ của bên này các anh chị đây là hỗ trợ của bên này thì ở giờ ơi về bên này lại cản rồi và gặp cản thì các anh chị nhìn thấy hiểu đúng không ạ khi gặp cản đây này nó long lên rồi nó lại sọc nó long lên và có thể tuần tới nó sẽ long lên đây là nó sọc tức là có thể là nó sẽ sideways Nam Long sẽ sideways ở trong bên này để đánh giá tiếp đặt phương thì khá là ok con đặt phương này thì nó đánh rất là thoát sóng và đánh cái nào nó ra cái đấy. Thì motif chung đó là phiên ngày giao dịch thứ hai thứ ba, thị trường chỉnh cung, cổ phiếu chỉnh cung test nền Đó thì đầu tiên ông test về 34, điểm sâu hơn thì nó vùng 335 5 thì thất bại đúng không ạ? Đúng không? À, thất bại thì đây vùng 323.5. Tuần đây này tuần 19 cũng là 323.5, tuần 27 cũng là 323.5 và tuần này cũng 323.5. Và ít nhất là index ở vùng 1020 không có ai đi bán cổ phiếu ở vùng một không một một không một đến một không ba mươi không ai đi bán cả bởi vì sao bởi vì chúng ta có dự báo ở vùng đấy là vùng gì vùng vùng hỗ trợ gì vùng hỗ trợ mạnh tại sao chúng ta lại đi bán cổ phiếu ở vùng hỗ trợ mạnh đúng không một cái tư duy nó nó sai một cái tư duy nó không không logic tí, nào cả đó và 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 rất là 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 đáng rất là đáng anh chị thực sự là đáng luôn đấy nhưng anh chị mà bán đạt phương ở vùng 32 mươi hai là đáng 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 cực kỳ luôn đó thế thì um, tuần này nó lại tiếp tục đẩy về đây thì đây là lại gì đây là vùng cản này đấy bán bán ở vùng này này đó nhá lên đến vùng 36 mươi sáu các anh chị bán đi đó ví dụ như vậy thì ở đây nó đang có những cây đến giờ nhưng cây đến giờ này thì cũng thấy rằng là đạt phương nó cũng đánh rất thành công đấy thế thì, thì, thì trong tuần tới thì nếu có chỉnh sâu thì nó chỉnh về vùng 35 còn còn trong trường hợp nó khỏe thì nó loanh quanh nó chỉ loanh quanh ở đây thế này đó ba mươi đó. và đạt phương thì nó đang đang ở cái 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 ngưỡng 35.5 và ông thấy rằng là cái sự loanh quanh của nó ở đây khá là đẹp cầu khá là tốt tín hiệu đường MACD xanh như vậy là rất là tuyệt vời thì như vậy là gì với cái việc mà nó sẽ tích lũy thành công ở vùng 35 35.5 ở đây như vậy uh, chờ đợi một cái nến thôi một cái nến giờ mà lại đẩy lên vùng 37 như thế này thì thì lại còn đắng nữa đó và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta bán đúng cổ phiếu ở vùng hỗ trợ thì không bao giờ chúng ta dám mua lại nữa và như vậy cổ phiếu nó cứ bằng 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 nó tăng lên thôi đó là thực tế đúng không ạ KDH trong tuần hình như cũng À đây, KDH cũng được đấy, đẹp đấy. Đấy. Thì đây đầu tiên nó sẽ phải tích lũy lại vùng 28.3 và vùng này thất bại. Đây, đúng phiên 1 tháng 11 luôn, 27.5. 27 năm à, cổ phiếu luôn liên tục có những cây nến doji à, rút chân lên test ở vùng này và bắt đầu có sự phục hồi. À, sự phục hồi này sẽ à, va phải vùng cản kỹ thuật của nó ở đây là vùng 30.5. năm à, phiên à, phiên ngày 2 này thì nó lên được suy soát vùng 30.5 và vào phiên này hôm nay bắt đầu chỉnh cung và cây nến kết thúc phiên thì KDH bị bán khá là mạnh, thì khả năng đây là quỹ cơ cấu này. Theo quan điểm của hùng là như vậy. Phía này có quỹ, quỹ, quỹ nội nó cơ cấu mà. Nên là tuần tới thì ở vùng 20, 29 à? Vùng 29, chúng ta sẽ tập trung đánh giá thêm cái khả năng tích lũy tạo nền của nó ở đây. DG rất là phe luôn, đẹp luôn. <laughs> Đó điểm mua típ đúng không? Mô típ chung đầu tiên là test vùng 20.5 nó có sự phục hồi và nó quay lại vùng 20.5 vùng 20.5 thất bại thì nó sẽ đi về đâu? Vùng hỗ trợ cực mạnh của Dg trong 3 tuần quay trở lại gần đây 19.19.5 cũng đã có phân tích rồi và mút đến chạm đúng 19 và à 19.5 và bắt đầu có sự phục hồi như vậy là một cái sự phục hồi rất là tuyệt vời khi mà Dg đã đánh vượt thoát vùng 22 thì ở đây các anh chị nhìn ở đây điểm cản này và đây cũng điểm cản này và nó trong những cái tuần trước thì DG gần như nó không không đánh được không đánh thủng được cái vùng 22 và gần đến đây và là, là nó lại bây giờ bắt đầu quay lại chỉnh cung thì như vậy tuần này nó đang làm được cái việc đó và làm được cái việc đó xong rồi thì nó lại test lại vùng 22 và nó lại vòng lại trên vùng 22 như vậy á như vậy là cái gì đây là một cái sự uh, sự chỉnh cung tuyệt vời rất là tuyệt vời và tuần tới và tuần tới thì như vậy là vùng 21.5 đến vùng 22 trở thành một cái vùng hỗ trợ cực kỳ đắc lực của cổ phiếu DG và trong trường hợp nó test tích lũy thành công vùng này và tiếp tục đẩy lên vùng 22.5 cộng thì như vậy là chúng ta có thể hướng target kỹ thuật lên khoảng quanh vùng 24 Novaland Novaland thì rất tích cực ở trong tuần vừa qua khi mà nó có những cái thông tin về cơ bản nó bị ra khỏi được được ra khỏi cái vùng kiểm soát diện kiểm soát thì nó cũng như vậy thôi về mô típ là gì nó phải quay trở lại test và và đúng cũng phiên ngày 1 tháng 11 thì như vậy là uh, Novaland đã test thành công lại vùng đáy 12.5 lần thứ hai và kể từ đây thì cổ phiếu bắt đầu diện có cái sự vượt thoát như vậy là uh, <laughs> về mặt kỹ thuật ở tuần này thì như vậy là 14 14.2 14.5 Ờ, nó cũng đã vượt thoát qua và bây giờ nó đang có những cây nến giờ test tích lũy trở lại Như vậy tuần tới khả quan thì nó test ở vùng 14, 14.2 thành công ờ, Trên các đội kỹ thuật khi mà chúng ta test thành công ở vùng này thì Như vậy chúng ta có thể ngắm lên vùng 15 và điểm xa hơn thì có thể vùng 15.5 ờ, Tùy vào cái xu hướng này, tuần tới thì chúng ta sẽ uh, uh, tiếp tục phân tích À, uh, DXG cũng rất là phe rồi, đất xanh cũng rất là tuyệt vời. Như vậy là gì? Đất xanh thì cây nến cuối tuần qua là cây nến nhấn chìm nhưng mà sau đó thì nó có cái sự phục hồi lại lên ở vùng 17 uh, và nó lại tiếp tục phải test lại. <laughs> Đấy, đất xanh nó lại tiếp tục phải test lại ở vùng 16, 16 3 Đây thì về cơ bản là ở vùng 16 chính là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là mạnh của đất xanh. kể từ đây thì đất xanh phục hồi. Uh, điểm phục hồi này thì sẽ đưa uh, target cổ phiếu uh, quay trở về lại ở vùng 18.5 đến vùng 18.6 đây là vùng cản các anh chị. Thì ở đây là gì chúng ta nhìn thấy là ba cây nến test tích lũy sau đó một cây long mạnh và một cây trả cung ở khoảng quanh vùng 18. Như vậy tuần tới, tuần tới thì chúng sẽ tiếp tục đánh giá cái khả năng chịu tải của cổ phiếu đất xanh ở vùng 7.5 vùng 18. Tích lũy thành công ở vùng này và chúng ta chờ đợi một cây nến mà đất xanh vượt thoát được. <laughs> đất, đất xanh vượt thoát được vùng 18.5 18 6 sau ở đây thì cái đồng sẽ tiếp tục uh, chúng ta sẽ nâng uh, target của uh, cổ phiếu đất xanh lên. Uh, PDR PDR là một mã cổ phiếu cũng rất là hay. <laughs> thì về cơ bản đóng tuần vừa qua thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi về mặt lý thuyết là nó sẽ phải gì nó phải test cung chỉnh cung tích lũy thôi nó là câu chuyện hết sức là bình thường thì như vậy là đây này cái điểm này là điểm 21.5 nó chỉnh cung và nó thất bại ở vùng 21.5 thì nó sẽ rơi về vùng 19.5 và nó rơi đúng vào thời điểm mà chỉ số vn đến đây chúng ta tích lũy tạo nền tạo đáy ở đây về vùng 1020 thì như vậy đây là một cái sự phục hồi khá là tốt và đây sẽ trở thành vùng cản đó, vùng 22.8 ở bên này là vùng hỗ trợ kỹ thuật thì bên này trở thành vùng cản và các anh chị nhìn thấy đây, khi gặp vùng cản thì cổ phiếu đã có cái gì ạ? Có cái sự chỉnh cung và nó test lại ở vùng 20 21.5. Nó test ở vùng này là đẹp đấy. Đấy, nó test lại vùng này. 21.5 đến vùng 22 ở đây là đẹp và nó bắt đầu có cái sự phục hồi hai cái đến giờ khá là tốt với lực cầu tốt như thế này. Thì khả năng tuần tới cũng đánh giá rằng uh, xu hướng nó sẽ vượt thoát vùng 22.8 để đi về vùng cản 24 đến khoảng vùng 24.5. <laughs> thì uh, các anh chị thấy rằng là nhóm ngành bất động sản dân cư rất là tuyệt vời. Và dự báo thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái thành quả trong tuần tới. Ok, bây giờ thì chúng sẽ phân tích sang một nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành dầu khí thì chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu PLX. <laughs> Ngắn gọn thôi, đối với PLX thì ở đây ở vùng 31.5 tuần tới thì như ông đã có phân tích rồi kiểu gì nó gì ạ? nó sẽ chỉnh cung về vùng 32.5 này các anh chị và vùng 32.5 thủng thì nó sẽ đi về vùng 31.5 đến vùng 32 và bắt đầu nó có sự phục hồi sự phục hồi này thì nó sẽ va vùng cản 34 và các anh chị nhìn thấy khi mà tiệm cận đến cái vùng này thì cổ phiếu bắt đầu ạ? chậm đã tăng tuần tới nó sẽ tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 32.5 đến khoảng vùng 33 tích lũy thành công ở vùng này thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm lực cung cầu và đối với con PLX này thì nó kéo rất là nhẹ thôi nó 1-2 cây là nó có thể đi về được những cái vùng target mục tiêu ví dụ nó sẽ lên vùng 35.5 35 nó rất là nhạy cổ phiếu PVS như cũng đã có phân tích rồi thì PVS sẽ có xu hướng quay trở lại vùng 34.8 để test tích lũy và vùng 34.8 nó bị thất bại thì đây nó cũng hòa chung với không khí của thị trường thôi phiên ngày 1 tháng 11 thì như vậy là vùng 30 năm, vùng 31 ở uh, chính thức uh, có xu hướng tạo đáy và bắt đầu có cái sự phục hồi đó và những anh chị em mà bán đúng phiên này thì như vậy là một cái rất là, là 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 đau đúng không ạ và bây giờ thì nó phục hồi và <laughs> cái điểm phục hồi này thì nó sẽ đánh lên khoảng quanh vùng 36 các anh chị nhìn thấy đây vùng cản 36 đây thì nó bắt đầu nó có đà tậm lại và nó cũng vòng đường vo được ở khoảng quanh vùng 34 cây nến giờ phiên ngày hôm nay ấy là nó đóng đóng xuống ở khoảng sát vùng 34 và nó sẽ bật bật lên thì như vậy là tuần tới thì khả năng chúng ta sẽ kỳ vọng ở góc độ là gì nó sẽ test ở vùng 34 348 thành công thì như vậy là có thể uh, đưa cái target ở nhịp này lên khoảng vùng 37 đến khoảng vùng 38. PVD thì như cũng đã nhấn mạnh ở trong bản tin tuần trước đúng không ạ? Uh, xu hướng của PVD khá là đẹp và các anh chị có thể <laughs> cân đó, và cái target đầu tiên mà PVD có thể hướng đến đó là gì? Đó là vùng 26.5. Và khi mà đạt được đến vùng 26.5 thì như vậy là gì? PVD nó bắt đầu nó uh, PVD nó bắt đầu nó có sự chỉnh cung. Các anh chị, PVD bắt đầu có sự chỉnh cung. Và tại cái điểm chỉnh cung này thì như vậy là PVD sẽ về vùng 24. Đó, về vùng 22 24 24.5 24 này. Vùng này nó thủng thì uh, cũng như vậy thôi. Đến phiên ngày 1 tháng 11 thì như vậy PVD có vùng tích lũy ở vùng 23 23.5. Ở à, tại đây thì các anh chị nhìn thấy đây những cái nến mà nó liên tục đó, nó liên tục gì ạ à? nó liên tục test tích lũy và bắt đầu nó hình thành được đấy một cái điểm đây đó thì đó là những cái thời điểm mà chúng ta bắt đáy thôi đơn giản thì có như vậy thôi chờ mua tăng mua chủ động tăng và mọi thứ chúng ta ngon lành đó vậy thì ở đây rồi và phục hồi thì ở đây nó sẽ va vào cản 26 26.5 Uh, đã có điểm test tích lũy như vậy trong tuần tới thì uh, hùng kỳ vọng ở góc độ đây đó là gì nó sẽ test lại uh, với hai cây nến giờ như này là khá là thuyết phục nên là cái điểm mà uh, nó test sâu về lại ở khoảng quanh vùng dưới này là nó khả năng nó sẽ khó. Nếu có thì uh, đây này nếu có thì nó sẽ sẽ, sẽ khoảng khoảng ở đây thôi này. Bởi vì uh, cầu khá là tốt đấy đấy, cầu khá là tốt. Quanh vùng 25.2 25.3 các anh chị đó. Uh, nó có thể đổ lại đây nó đổ lại quanh đây thì sau đó nó công vùng 26.5 và tuần này thì có thể lạc quan hơn nó có thể về vùng 27.5 đến khoảng vùng 28 tức là nhịp hồi này nó sẽ đưa cái đưa 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 cái target kỹ thuật của cổ phiếu về lại vùng cản gần nhất ở đây ở bên này thì như vậy bên này về như vậy ở cổ phiếu BSR ở đây thì chúng ta thấy rằng là BSR thì như vậy thôi mô típ chung là gì nó sẽ quay trở lại chỉnh cung ở đây đó là uh, đó là vùng bao nhiêu ta đó là vùng 18.2 và khi vùng chỉnh cung này bị thất bại thì nó sẽ đi về đâu? Đó, biến hỗ trợ đây 17.5 17 và trong tuần thì nó về 17.3 uh, Phiên ngày 1 tháng 11 đúng không ạ? Thị trường tạo đáy, cổ phiếu tạo đáy, tất cả mọi thứ đều rất là ok Từ đây thì cổ phiếu bắt đầu phục hồi uh, Dự báo nhịp phục hồi này thì uh, BSR sẽ quay lại vùng 19 và khi chạm vùng 19 ở đây thì anh chị nhìn thấy rằng là bắt đầu cái đà tăng của cổ phiếu chậm lại và nó sẽ quay trở lại chỉnh cung như vậy tuần tới 18.2 18.5 sẽ là vùng hỗ trợ cái thuật đắc lực của BSR để giúp cho cổ phiếu này chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá khả năng đi về vùng 19.5 và nhóm ngành chúng ta sẽ đi phân tích cuối cùng đó là nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành chứng khoán cũng là một trong những cái nhóm ngành mà được cùng Lê phân tích và khuyến nghị khi mà À, thị trường hồi khi mà thị trường chung hồi thì không thể thiếu nhóm ngành chứng khoán được bởi vì đấy là những cái uh, gọi là nhóm thứ nhất đó là nhóm ngành trường cột cái thứ hai nữa là nó có những cái tác động rất là lớn và thứ ba là nó rất là nhạy với thị trường nên là khi mà thị trường hồi thì thông thường là nhóm ngành chứng khoán sẽ là cái nhóm chạy đầu thì uh, mô típ chung một tiếp chung nhắc lại một lần nữa đó là phiên ngày giao dịch ngày thứ hai ngày thứ ba sẽ là những phiên mà gì cổ phiếu trả cung thị trường trả cung thì phiên ngày 30 31 là hai phiên đó là hai phiên mà gì thị trường chỉnh cung tạo cung chỉnh nền tất cả các thứ thì như vậy các anh chị nắm được rồi đúng không ạ và trong cái quá trình nó test cung á thì nó sẽ test cái điểm hỗ trợ cao xong rồi nó điểm hỗ trợ cao mà test thành công thì ok nhưng mà không thành công thì nó sẽ về hỗ trợ thấp hơn hiểu nó nó như vậy đúng không ạ đó thế thì uh, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích mã cổ phiếu VCI thì ở đây điểm đầu tiên là thứ hai nó test thành công này nó có lực hồi lên vùng 36 này nhưng mà 36 này là nó lại cản rồi các anh chị nó sẽ trở thành vùng cản đây đó và nó không vứt thoát được mà không vứt thoát được thì nó lại quay test ở vùng 34 34 thất bại thì như vậy đến phải đến phiên ngày 1 tháng 1 11 đúng không ạ thì như vậy là vùng 33 ba sẽ lấy vùng 33 sẽ là vùng cân bằng của của phía VCI còn không thể ai có thể tính toán được đúng đáy đâu các anh chị đến tầm đó thôi thì từ đây thì VCI phục hồi điểm phục hồi này cực kỳ tốt luôn bắn một phát bằng phát lên 39 luôn <laughs> nó thì vì 39 là vùng cản nên ở đây nó bắt đầu có cái sự gì nó có đang bắt đầu có sự tích lũy sideways ngắn hạn trở lại đây tuần tới vùng 35.5 à, xin lỗi cả nhà 36.5 đến vùng 37 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật đắc lực để giúp cho cổ phiếu VCI tích lũy thành công trước khi mà cổ phiếu này có thể hướng về vùng đánh break cản vùng 39 để hướng về những cái vùng target kỹ thuật cao hơn SSI hoàn toàn tương tự như vậy thôi thì như cũng đã có phân tích ở đây đúng không ạ Khi mà kết thúc tuần thì SSI nằm ở đây thì Cái mô típ là nó phải test ở vùng 28.8 28.8 là thất bại thì nó về đây 27.5, 27.5 là thất bại thì về vùng 26 Về vùng 26, quanh vùng 26 và trong tuần Tại phiên 181 thì nó về vùng 25.8, vùng 26 và kể từ đây thì nó cũng bắt đầu có cái sự phục hồi rất là tốt thì cái sự phục hồi này mắc thì nó sẽ về quanh vùng 30 nhưng hiện tại là nó đang về được đến vùng 29 rồi thì đến vùng đây đây bên này là hỗ trợ thì bên này nó trở thành vùng cản và các anh chị cũng nhìn thấy bắt đầu nó trờn 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 nó đi lại đây như vậy tuần tới thì vùng 28 đến khoảng vùng 28.5 28 28 đến khoảng vùng 28.5 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là đắc lực của cổ phiếu SSI ở vùng này tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ uh, tiến đến là vượt thoát cản vùng 29 và ngắm đến vùng target kỹ thuật mươi cổ phiếu H sinh em cũng có một cái điểm test tích lũy à, trong tuần vừa qua thì như vậy thôi điểm đầu tiên nó sẽ phải quay về vùng 26.5 vùng 27 và sâu hơn sẽ là đây này sẽ là vùng 26.2 và khi vùng 26.2 bị thất bại thì gì đó đến phiên này đó, đến phiên 1 tháng 11 vùng 24.3 vùng 24.7 tại đây thì cổ phiếu bắt đầu có cái sự phục hồi khá là tốt và kể từ đây thì nó bắn một phát lên vùng 28 luôn thì vùng 28 sẽ là vùng cản rồi thì thương thông thường như vậy thôi thì bây giờ nó sẽ bắt đầu tích lũy sideways này thì như vậy tuần tới á tuần tới đẹp 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 ổn ổn thỏa thỏa thì nó sẽ ở đây này các anh chị biên 26.5 vùng 26.5 sẽ trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật đắc lực cho cổ phiếu HCM tích lũy thành công vùng này thì như vậy chúng ta sẽ ngắm lên vùng 28. vừa thoát vùng 28 thì có thể là đi về vùng 29 đến 30 nhưng trước mắt thì chúng ta sẽ ngắm về vùng 28 đã. VND cũng có một tuần giao dịch tương đối là thành công. VND VND các bạn. Rồi và mô típ thì không có gì thay đổi cả Đầu tiên là VND sẽ quay về vùng 18 Và khi nó test ở vùng 18 trong phiên giao dịch của ngày thứ hai bị thất bại ở đây này Thì nó sẽ về tiếp vùng 17 17 thất bại thì nó sẽ về vùng 16.5 Và trong tuần thì về đúng điểm quanh loanh quanh 16.5 thì nó bắt đầu gì nó bắt đầu phục hồi Như vậy điểm phục hồi này thì nó sẽ đưa cản kỹ thuật của cổ phiếu VND là vùng 19 Tuần tới thì nó sẽ công vùng 19 Đồng thời khi công vùng 19 thì nó sẽ có Uh, điểm test cái thuật lại quanh 18 tức là gì hỗ trợ dưới là 18 và cản 19 bứt thoát được vùng 19 thì như vậy chúng ta có thể hướng lên vùng 20 đến khoảng vùng 20.5 thì cứ từ từ các anh chị nhé tuần tới thì xu hướng là test lại đã rồi sau đó thì chúng ta phân tích tiếp FTS là một cái mã cổ phiếu nó cũng rất nhạy của nhóm ngành chứng khoán lúc 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 đạp thì nó đạp rất là nhanh và lúc tăng thì nó cũng tăng tí tã luôn thì uh, vẫn như vậy thôi, đầu tiên nó phải test lại ở đây là vùng 36, 36 thất bại thì nó sẽ quay về vùng 33.5 33.5 à, thất bại thì nó về vùng 32 Và trong tuần uh, phiên ngày 1 tháng 1 thì uh, thị trường tạo đáy, cổ phiếu tạo đáy và tất cả mọi thứ thì nó đều uh, hình thành lên Ở trong phiên ngày 1 tháng 10, 11 ở đây Và hiện tại thì như vậy là uh, dự báo ở nhịp này, nhịp sóng này thì nó nó sẽ đưa về cái vùng cả kế thuật ở đây là 37.5, vùng 38 uh, Tuần này thì nó về được vùng 36 rồi và nó bắt đầu sideway, cái điểm sideways này khá là đẹp <laughs> Như vậy thì vùng 35 ba mấy đây này để chờ chờ một tí đo lại cái này đo lại cái này xem là bao nhiêu ở à, vùng 35 các anh chị 35 35 sẽ là cái vùng uh, HT đi à, 35 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu này của về FTS ở trong tuần tới tích lũy thành công ở vùng này và chờ đợi cái sự vượt thoát ở vùng 37.5 đến vùng 38 thì khi đó con này nó đánh nhanh lắm, nó đánh nhạy lắm. Một hai cây nến là gần như là nó có thể kéo lên được vùng 40, 41, 42 ở đây rồi. Và cái điểm quan trọng nhất đó là điểm hỗ trợ kỹ thuật 35 một tuần tới nó cần phải giữ được. <laughs> SHS cũng là rất là hay. Uhm, <laughs> đây các anh chị điểm như vậy thôi. Đầu tiên nó phải test ở đây là vùng 147 sau đó nó sẽ tiếp tục ở vùng 14 14.2 và khi điểm này bị thất bại rồi á thì nó sẽ lùi thôi và lùi đến khi nào mà chúng ta nhìn thấy được cái tín hiệu tích lũy của thị trường thì đây đó là điểm sâu nhất ở vùng 12.5 SSS lùi về 12.5 và bắt đầu gì có cái sự phục hồi sự phục hồi này á dự kiến dự kiến cái sự phục hồi này thì nó sẽ đưa được lên khoảng quanh vùng 16 và tuần này thì nó đi được vùng 15.7 đây và nó sẽ phải có điểm trả cung và điểm trả cung tuần tới khả năng ở đây nó sẽ khoảng vùng 14.7 vùng 15 à, kỳ vọng tích lũy thành công ở vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ đẩy cái target kỹ thuật của SHS lên khoảng quanh vùng 16.5 VX cũng là một mã cổ phiếu rất là hay của nhóm ngành chứng khoán và cũng thường xuyên phân tích đúng không ạ mô típ chung thứ hai và thứ ba trả cung Đấy, phiên 31 trả này phiên 30 trả này xong đến phiên 31 trả này và đúng phiên 1 tháng 1 đúng không thì như vậy là à, SHS ở à VX về đến vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh vùng 1.5 vùng 12. Tại đây thì cổ phiếu bắt đầu các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Quanh vùng 12 thì nó liên tục có những cái điểm xiên xuống 12 nhưng cây nến đóng giờ đều lên 12 hết phục hồi và điểm phục hồi thì ở đây thôi target uh, hướng đến đó là vùng 14.3 vùng 14.5. Ở uh, phiên ngày hôm nay có gáp tăng đầu tiên uh, nhưng mà nó không trụ được uh, nhìn chung nó đóng ở vùng 13.5 cây đến giờ quét phiên đóng thế này khá là đẹp tuần tới như vậy không biết là có chỉnh về vùng 13.2 không nhưng mà khả năng nó cũng phải quanh vùng 13.3 ở đây này nó nhẹ nhàng ở đây ờ, tích lũy ổn định thì mục tiêu của chúng ta vẫn như vậy thôi 14.3 14.5 và trong trường hợp nếu như mà uh, nó vượt thoát được đó, nó xuất hiện một cái cây nến xanh như thế này thì khi đó thì cũng sẽ phân tích tiếp tức là chúng ta sẽ có những cái bản cập nhật ở giữa tuần đúng không ạ AGR AGR cũng là một con chứng khoán rất là hay mô tiếp chung à, uh, test lại vùng 12.5 vùng 12.5 thất bại thì nó sẽ đi về vùng 1.5 à, uh, để nó nó test cung đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là hay của cổ phiếu AGR và cũng như vậy thôi tại đây thì cổ phiếu bắt đầu có sự phục hồi và cái sự phục hồi này thì nó sẽ dự báo nó sẽ công vùng cả 14 uh, phiên ngày hôm nay thì về được 13.5 mấy 13.8 Uh, suy soát vùng 14 thì nó bắt đầu có cái cái gì nó, uh, nó nó gọi là cái, cái cái sự chỉnh cung quay trở lại tuần tới ở đây là vùng 13 chỉnh đẹp thì về vùng 13 chỉnh sâu thì về vùng 12.5 và khả năng thì 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 nhìn cái cách đi nhìn cái cách tạo lập này thì như vậy về đây thôi và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng lên vùng cả kỹ thuật 14 à, bay được vùng 14 thì có thể ngắm lên vùng cao hơn nhưng mà trước mắt thì <laughs> tạm thời ngắm như vậy đó ở cổ phiếu VDS test 13.5 sau đó thì nó sẽ test vùng về vùng 13 và điểm uh, gọi là phiên 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 giao dịch ngày 1 tháng 11 ấy, thì nó lanh quanh ở khoảng quanh vùng 12.8 đúng không ạ? 12.8 và bắt đầu có sự vượt thoát. Uh, VDS này nó cũng đánh rất là nhanh và mục tiêu thì uh, mục tiêu ở trong nhịp này thì kỳ vọng là gì? VDS sẽ đánh về khoảng quanh đây này, cảng của nó đây này, vùng 15.1 15.3. ở uh, trong phiên ngày hôm nay thì lên được 14 5 và đây là một cái nên test cực đẹp như vậy tuần tới ở đây uh, chúng ta sẽ sẽ đánh giá thêm ở vùng 13.8 tích lũy thành công ở vùng 13.8 thì như vậy thôi mua tiếp chung đó là sẽ đánh về vùng 15, 15.2, 15.3 ở đây ORS cũng rất là hay test thôi thì như thường lệ đúng không ạ chỉnh cung những cái phiên đầu tuần là nó tập trung nó chỉnh cung và đến phiên ngày 1 tháng 1 ở vùng 13, 13.5 chính thức là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn của cổ phiếu ORS và tại đây thì cổ phiếu tích lũy chỉnh nền đó, xong và bắt đầu có sự vượt thoát ở cái trường vượt thoát này thì mark target lòng dự kiến là sẽ về vùng 16 bởi vì đây là vùng cản mà. Đây đây, đây vùng cản đây. Thì ở đây là nó đang về được đến vùng 15.5 và nó đang có cái gì Những cái điểm rơ lắc lại ở đây và đây là những cái nến giờ theo quan điểm của mình là rất đẹp. Như vậy tuần tới sẽ ở vùng 14.7 đến vùng 15 sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt để giúp cho cổ phiếu ORS chúng ta sẽ ngắm vùng 16, 15 5 và khỏe hơn thì có thể ngắm đến vùng 17 bởi vì nhịp này ORS cũng đang có dòng tiền đánh khá là tốt rồi. MBS cũng rất nhạy rất nhanh đó rồi chỉnh cung thì như vậy là MBS xu hướng là không có gì thay đổi cả tất cả các mã cổ phiếu thì nó đều quay test cung của phiên giao dịch ngày thứ hai ngày thứ ba thôi đó thì điểm test đầu tiên 17 7 này điểm thứ hai 17 và về cơ bản đây khả năng cây nến này thì cũng đang nghĩ là cây nến ảo này và cây nến thật nó phải là quanh vùng 16 thì từ vùng 16 cổ phiếu tích lũy chỉnh cung chỉnh nền xong Nói chung với cả thị trường nó bắt đầu phục hồi Và điểm phục hồi này thì chúng ta lại tiếp tục đưa target kỹ thuật về vùng 18.6 đến vùng 19 Đây là vùng cảng Thì các anh chị đã nhìn thấy đâu đúng không ạ Ở nay nay trạm 19 này nó bắt đầu chỉnh cung Tuần tới, đó, tuần tới đẹp, ngon lành, 17.6, 18 Tiếp tục tích lũy thành công Thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục đẩy target của MBS lên khoảng vùng 20, đến khoảng vùng 20.5 CTS cũng rất là đẹp, nó rất là nhanh đó, đây là những cái con mã cổ phiếu và khi nó hồi thì nó hồi rất là nhanh. Đó và sau này mà đánh T0 thì khả năng là chúng ta cũng sẽ chọn những con mã cổ phiếu này. Thì ở đây CS này, đó, test điểm 1 là vùng 21.3 đúng không các anh chị? 21.5, điểm 2 là đây cái vùng 21 ở đây. Và khi vùng 21 bị vỡ rồi thì đương nhiên nó sẽ về về cái vùng vùng đã có dự báo trước đây đây này, này 18.3 đến vùng 19. Và nó mút mát đến khoảng vùng 19.1, 19.2 ở đây này trong phiên giao dịch của ngày 1 tháng 1 11 đúng không ạ và bắt đầu nó phục hồi phục hồi thì sẽ đưa target của nó về đâu về vùng 23 và trong phiên ngày hôm nay thì về được khoảng Mark mắc ở đây là khoảng vùng 22 chấm mấy này 22.75 thì nó bắt đầu chậm đà tăng trở lại đây đây là những cây nến chậm đà tăng nhưng những cây nến này thì theo quan điểm của Hùng là đẹp đấy đó thì bây giờ tuần trước bên này có cái hỗ trợ bên này có cái hỗ trợ ở đây đúng không thì tuần này chúng ta cũng bê hỗ trợ này sang đây 21.5 sang đây 21.5 và kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ Ờ uh, test tích lũy thành công ở khoảng quanh vùng 21.5. Đó, uh, khả năng là cũng chỉ test như này thôi bởi vì hai cái nến giờ này không thấy đóng 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 giờ khá là đẹp 21.5 và như vậy thì chúng ta tiếp tục uh, kỳ vọng target vùng 24 đến khoảng vùng 24.5 đó là uh, cái vùng cản kỹ thuật tiếp theo của cổ phiếu CTS ở trong tuần mới. Ok. Thì uh, về như vậy thì chúng ta uh, danh mục cổ phiếu thì cũng sẽ tạm dừng tại đây và các anh chị em nào mà chúng ta quan tâm đến các mã cổ phiếu mà chưa được uh, phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian bản tin tuần thì cũng sẽ dành thời gian để cũng trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị thì ở đây thì cũng có chia sẻ với các anh chị một tí đó là về mặt kỹ thuật thì như vậy là chúng ta sẽ có những cái thông tin để chúng ta trao đổi ở trên các bản tin tuần bản tin ngày và đặc biệt đó là chúng ta cần phải có những cái góc nhìn ở những cái góc nhìn rất là trực quan trực tuyến tại những cái thời điểm ở trong thị trường thì hiện tại là ông lê đang là chuyên viên phân tích tại công ty cổ phần chứng khoán vps Thì như vậy là cũng trân trọng kính mời anh chị em nhà đầu tư có những góc nhìn tốt những góc nhìn đồng đồng pha với những cái phân tích của cá nhân hùng lê thường mời, mời các anh chị về với team của ông lê uh, tại công ty để chúng ta tiếp tục có những trao đổi một một và uh, chúng ta được tiếp cận những, uh, những 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 cái phân tích uh, những cái phân tích rất là sát uh, real time để chúng ta có được những cái hành động sớm nhất tốt nhất và tối ưu nhất ở trong quá trình đầu tư thì tổng kết lại một lần nữa đối với thị trường chung đối với thị trường chung thì đối với chỉ số vn index của chúng ta các anh chị vn30 và chỉ số phái sinh thì các anh chị lưu ý đó là vùng 1095 đến vùng 1100 sẽ là vùng cản và vùng tâm lý của thị trường ở trong tuần giao dịch mới đồng thời đối với chỉ số vn index thì chúng ta sẽ có vùng 1065 đến vùng 1070 là vùng đệm cực kỳ quan trọng trong trường hợp nếu mà phá vỡ vùng này thì như vậy là chúng ta sẽ chấp nhận chúng ta chốt ngắn nhưng trong trường hợp không phá tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục gì ạ cầm nắm cổ phiếu để chúng ta kỳ vọng có những góc nhìn uh, tốt hơn cao hơn đó còn đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh chúng ta tiếp tục đánh giá ở vùng 1075 đến vùng 1080 các anh chị 1075 đến vùng 1080 tích lũy thành công và tâm điểm thì vẫn là vùng 1100 và khi một trong số những cái chỉ số này uh, vượt thoát được vùng 1100 thì như vậy là sẽ tiếp tục để chúng ta nâng các cái target tiếp thuật tiếp theo còn trên trạc kỹ thuật ngày thì các anh chị sẽ lưu ý giúp Hùng đó là cái mô hình vận động ở đây thì khi mà chỉ số VN Index có thể là gì? Nó về ở vùng 1080 rồi thì nó sẽ tích lũy chỉnh cung và nó sẽ tiếp tục long lên và nó cần có một số các cái nhịp sideways. các cái nhịp sideways ở đây để gì ạ? Để nó bẻ pha xu hướng và phải đó, nó có thể đi theo cái mô hình zigzag như này và sau một cái quá trình mà nó hình thành đáy ở đây đó và tích lũy tạo nên và nó hình thành được cái kênh xu hướng ở bên này. Thì như vậy là chúng ta sẽ vào một cái sóng tăng bên này rất là phê luôn, rất là phê luôn. Thì như vậy là có hay không cái kịch bản đó thì chúng ta cần phải chờ để chúng ta phân tích thêm. Đồng thời là các anh chị uh, lưu ý uh, giúp vùng Lê đó là chúng ta phải chú ý thêm uh, các cái vùng cả kỹ thuật của chỉ số Dow Jones đó là vùng 34.200 uh, điểm ở đây và thậm chí là vùng 35.000 điểm À, trong trường hợp nếu nó sung nó kéo lên được vùng 35.000 điểm thì đấy cũng sẽ là một cái cái cơ hội rất là tuyệt vời đúng không ạ đó thì uh, như vậy là khi mà uh, chỉ số Dow Jones nó lên đến vùng cản cái thuật này mà chúng ta cảm giác mà nó không không bứt thoát được nữa, à, không không chạy được nữa thì đấy cũng sẽ là những cái thời điểm mà thôi ăn non non một tí đúng không ạ? À, rồi chúng ta lại chờ đợi những cơ hội tốt hơn, tối ưu hơn. Ok. Bản tin tuần này đến đây là hết. Thân ai chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản cập nhật tiếp theo. Đó một tiếng đồng hồ chia sẻ với các anh chị rất nhiều những cái nền tảng kiến thức thực chiến đó là những cái kinh nghiệm của cá nhân đồng lê à, mong muốn à, sẽ truyền tải đến anh chị em nhà đầu tư để chúng ta có thêm kinh nghiệm có thêm cái sức chiến đấu ở trên thị trường chứng khoán rất là khốc liệt thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại mệt lắm rồi cả nhà ơi